Sau hơn 8 năm nửa đời ngơ ngác ra mắt công chúng, sân khấu kịch Hoàng Thế Thanh vừa giới thiệu phần tiếp nối với vợ mới Bên Kia Nửa Đời Ngơ Ngác. Khi chuyện tình ngang trái của Tư Nhớ và Út Lý cuối cùng cũng đến được với nhau, thì anh Hết và cô Hoài, hai nhân vật phụ bên cạnh mối tình đó, cuộc đời họ rồi sẽ ra sao? Và Bên Kia Nửa Đời Ngơ Ngác chính là những câu chuyện, những tâm tình chưa được kể đó. Mạch kịch xuyên suốt giúp khán giả dẫu chưa xem vở trước vẫn hiểu được trọn vẹn câu chuyện của vở mới. Kịch có nhiều xuất diễn trong thời gian sắp tới, đặc biệt trong mùa Tết năm nay. Trái chín thì phải chín được, trái chín